Thanh lý Samsung Galaxy S21 Ultra 5G giá bán cho người 2.850.000, mọi chức năng đều hoạt động bình thường nha. Hôm nay cũng về rất là nhiều máy luôn mọi người không, bản Việt Nam nè, 15 Pro Max 2 con bản Việt Nam luôn, sạc 53 lần. Con này thì bảo hành đến tháng 11 tháng 1 2025. Đây, hai con là bản Việt Nam hết luôn. À, đây 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 đây. Con này thì mới quay đầu lại đó nè. Đây, Bixephone. Đó, mới về tiếp mọi người. Bixephone chưa kích hoạt nó, trời ơi. À, kích hoạt thì tốn thời gian, để xíu đi, xíu kích hoạt cho người xem. Rồi, Zephone 2 mà bản 2 sim có luôn nha. Đó, Zephone 5 còn bảo hành có luôn. Đó, hôm nay về màn hình gặp nhiều lắm mọi người ơi. Giờ màn hình gặp nhiều lắm nha. Này. Zephone 2. Bản 2 sim. Đó. Hôm nay chắc ít người xem, nhưng mà thôi, có đỡ hơn không thì cái trang chính bị khóa rồi. Đó, với clip 5 nè, với clip 5 bản bản Việt Nam nè. Con này còn bảo hành tháng 11 nè, 2024 nè, với clip 5. Đây. Với clip 5. Ở đây là Zephone 5. Zephone 5 máy còn bảo hành hãng. Đó, máy có bạch luôn, rất là xịn sò, Zephone 5 nha. Ấy. Chưa mở nguồn. Đó. Rồi mọi người mới vào cho mọi người một like nha. Chắc hôm nay ít người coi á, mà có đỡ không chứ đang nhập nhiều máy lắm mọi người. 14 con mắt máy mới. 14 con mắt máy mới. Đây. LLA nè. 128GB và 4 con mắt màu đen, máy mới 100%. Chưa kích hoạt. Kích hoạt bảo hành đủ 12 tháng chính hãng. Đó, 14 con mắt. Đây. Ok chưa? 21.950.000, góp vào trước cho em 1 triệu thôi. Chưa máy mới nha, chưa có siêu. Anh chị em qua mua là lột siêu luôn. Rồi, like cho shop. Mất tiêu cái fan cứng bên kia rồi. Thôi là đợi mấy bữa nó mở lại đi rồi tính tiếp mọi người. Đây, cái trang fanpage chính nè. Là trang Yahoo Store nè, 949.000 lượt theo dõi nè, không? Bây giờ nó báo là tài khoản của bạn bị hủy đăng. Đó. Báo là em giả mạo á, nói chung thì có đối thủ chơi đó. Giữa đối thủ chơi đó, đó là report đó mọi người. Đó, thì không giờ nó đang bị vậy. Đó, thì em qua kênh bên đây like sớm, like bên đây, đó đừng thông cảm giúp em. Rồi. Đây, lừa đảo là tài khoản ngân hàng Mười Băng nha, 97168569 Hà Quốc Minh. Chính chủ là Vietcombank, 97168569 Hà Quốc Minh. Duy nhất một số tài khoản Vietcombank thôi, mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo nha. Hàng gì hôm nay lên kiếm hút không thấy, bây giờ like trang này. Thì hai trang này đó giờ em có đăng lại đó mọi người. Đó, nên bây giờ cũng còn một trang để like cho mọi người xem. Đợi hoài không thấy báo like. Giờ like thấy rồi phải không? Thấy rồi phải không? Thanh Kiệt Nguyễn ơi. Rồi. Em sẽ lên con thanh lý đầu tiên là S21 Ultra. Đó. Cạnh tranh không lại gì bọn Facebook người ta ép không? Thôi kệ đi mọi người. Chung thì có làm sao thì chơi vậy đi. Đó, mất thì mình làm cái khác. Nhưng mà chủ yếu là tư duy như thế nào. Đó, chứ đâu phải là em phụ thuộc vào Facebook nhiều đâu. S21 Ultra 2.850.000. Thì con này hô của khách. Con này thì nó bị, đây. Một thanh kiếm sập xuống. Đó, hai sim. Pin 5000. RAM 12, bộ nhớ 128GB. Đó, màu gold không có, có màu tím nè. Này, 2.850.000 nha. Cái này không lỗi gì hết mọi người. Nó chỉ có là bị sọc thôi. Cái này thì mọi người muốn về hai màn hay là mà muốn xài chữa cháy cũng rất là ok. Em hô sao bán vậy. Đó, X10 nè. Thấy chưa? Camera 100x nha. Cặp selfie nè. Nói chung là chức năng thì đầy đủ không lỗi gì hết nha. 2.850.000, màn hình 120Hz, RAM 12, 128GB, 2 SIM. Quá ok luôn. Không. Quá ok luôn. 2.850.000, 13 gọi mắt là 15.500.000 nhanh đây. 15.500.000 giúp em. Rồi, tiếp tục em sẽ lên cho mọi người. Nếu mọi người tìm một con máy bình thường thì đây. Em mua cha máy bình thường thì có luôn. Đây là máy bình thường. Này. Máy bình thường đây là bản Việt Nam, Casim 1, Casim 2. RAM 12, bộ nhớ 128GB, bản Việt Nam chính hãng nha. Giá bán là 8.200.000. 8.200.000 mọi người, bản Việt Nam. Đó. Bản Việt Nam thì 8.200.000. Rồi, lên cho mọi người là điện thoại màn hình gặp. Nhưng mà con này kích hoạt giống mới được, để xíu đi. Xíu giờ em lên đây kích hoạt giùm. Nó kích nhanh không ta? Nhanh mọi người. Đây. Bixephone. Đó.
máy này anh này mua của bên em, hôm nay thì qua đổi là con Oppo Find N3, em đã bán được một con rồi, con đó em lỗ 3 triệu, bây giờ quay đầu con này. Để như tiếng Việt cái trên trên đó. Idol của mọi người nè. Đó. Lắc rít lên coi. Dạ. Rồi, con đó để trên nói chuyện với tiếng Việt cho em cái. Đây là Samsung Galaxy Z Fold 2 bản 2 SIM Việt Nam. Này, 2 SIM. Một e SIM, một SIM lý nhá, RAM 12 và 26 GB. Là máy này màn hình tần số quét 120 Hz á. Đây. 8 triệu rưỡi 50. 8 triệu rưỡi 50. Con này góp thì đưa trước cho em 200 nghìn thôi. Lấy máy về xài. Z Flip 3 không có rồi, có Z Fold 5 thôi, Z Flip 5 thôi. Đó, màn hình gập. Đây. Nói chung em thấy cái dòng mà Z Fold 2 á là thấy độ bền nó rất là cao mà, thật sự là vậy nha. RAM 12 và 26 đi. Ok chưa? Đây, tần số quét màn hình nè, 120 Hz nè, chip 865 cộng, 8 triệu rưỡi 50. 8 triệu rưỡi 50 là Z Fold 2 Việt Nam 2 SIM. Rồi đây là Pixel Fold nha. Em sẽ lên mấy cái dòng mà màn hình gập trước cho mọi người. Đó cho mọi người xem. Pixel Fold điện thoại màn hình gập đến từ nhà Google. Đó, Pixel là Google sản xuất rồi. Đó, cái Google mà mọi người tìm kiếm á, là đây là điện thoại đến từ Google đó, và hệ điều hành Android 99% nếu mà tính thời điểm hồi đó đi là đều là Google sản xuất. Đó, còn Samsung sẽ tùy biến lại. Đó, hệ điều hành gốc là của là Google sản xuất nha, nhưng mà Samsung tùy biến là mọi người. Redmi tùy biến lại. Huawei thì không có, Huawei thì bây giờ cấm dần rồi. Đó, Onward cũng tùy biến lại, Oppo cũng là tùy biến lại từ Google. Gốc là của Pixel. Đó, hệ điều hành gốc là của Google sản xuất là cái dòng này nè. Nên nó rất là mượt, người ta gọi là ăn do gốc đó mà. Đó. Chụp hình rất là đẹp và rất là mượt. RAM 12, bộ nhớ 26 GB, chạy chip Google Tensor. Của Tensor 2, G2 nha. Này chạy gấp được trước cho em 500 ngàn thôi, lấy máy về. Chụp tấm hình cho người xem cái dòng Pixel đó chụp hình như thế nào. Chụp đại đó rồi. Em chụp đại đó. Bấm cái bụp cái. Bấm cái bụp cái là dính luôn á. Rồi. Bấm lộ mà. Đây photo. Sao nó bán mang tải ta? Tại không vô wifi. Đó. Sao nó bấm đăng tải vậy? Chắc mới có phục về đặt gốc lắm người. Đã đang cập nhật. Đã đó xíu đi người, đang cập nhật nha. Đã đó xíu nha. Đang cập nhật. Đúng rồi, phải vô wifi cập nhật mới được rồi. Tại vì mới reset là mọi người. Rồi, qua đi mọi người, tốn thời gian quá. 16 triệu 200. Pixel Phone. 16 triệu 200 nha. Rồi, tiếp tục là đây. Samsung Galaxy Z Fold 5. Còn bảo hành chính hãng nha. Để em check thử còn bảo hành hãng máy rồi ta. Z Fold 5 Việt Nam 2 SIM nè. Đó. Việt Nam 2 SIM. Ở đâu trời? Người này 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 chết bảo hành Samsung rồi, mọi người muốn chết bảo hành thì chết như vậy nha. Rồi cho cái chân đầu tiên bấm sản phẩm nè, rồi copy cái số email của mình dán vô ấy. Như vậy trời, để xin chén ra cái email cho các này. Email là 5130. Nó 5130. Gì mất tiêu rồi. Rồi đó được rồi. Đang cầm một tay hơi khó xíu mọi người. Đây, bảo hành 28 tháng 11 nha, 2024 nè. 28 tháng 11 2024 nha. Nhất phone 5, máy đẹp còn hợp luôn. Con này trả góp đi trước giùm em 1 triệu thôi, lấy máy về xài. Ô con này còn siêu viền lưng. Còn siêu viền lưng mọi người. Máy thì rất là đẹp. Đó, rất là đẹp luôn.
Rồi, con này gấp đưa trước giùm em. Để đi bảo hành ngoài 28 21. Con này bán giá là 20 triệu 350. 20 triệu 350 nha. Hai mươi triệu 350 máy có hộp nha mọi người. Đợi xíu. Rồi, lên tiếp cho người là Samsung Galaxy Z Flip 5. Đó, Z Flip 5 cũng là màn hình gạch đến từ nhà Samsung luôn. Là bản 2 SIM chính hãng nha. RAM là 8, bộ nhớ 512 GB, Samsung Galaxy Z Flip 5. Còn bảo hành tháng 11 2024. Đó, con này góp được trước cho em 1 triệu nha. Góp được trước cho em 1 triệu. 11 triệu 300 nghìn, 512 GB. 11 triệu 500 nghìn, 512 GB. Rồi, em lên cho mọi người là siêu phẩm 15 Pro Max. Đây 15 Pro Max. iPhone 15 Pro Max bản VGA nha. 256 GB quốc tế mọi người. Đây, pin đây. Pin 100 sạc 60 lần. Pin 100% sạc 60 lần. Đó, máy là màu titan tự nhiên, rất là đẹp luôn. Còn là 26 triệu 200 nghìn nha. Còn bảo hành đến tháng 11. À, tháng 1 2025. Bảo hành tháng 1 2025. Máy còn rất là đẹp. Góp thì đưa trước giùm em 3 triệu lấy máy về xài nha. 3 triệu thôi người. Còn đây nè. Cũng là 15 Pro Max luôn. Con này thì bảo hành đến tháng 5 2025. Con này sạc 5 4 lần, nhưng mà con này bảo hành dài hơn. Con này bảo hành dài hơn rồi, tháng 5 luôn. 26 triệu 200 nghìn luôn. Đó. Nói chung hai con em mua đồng giá, em bán đồng giá mọi người. Ai qua trước thì lựa trước con bảo hành dài nha. Ok chưa? Góp về trước cho em 3 triệu lấy máy cho xài. Bảo hành tháng 5 2025. Chính hãng Việt Nam nha. Là bản Việt Nam chính hãng hết. Mẹ sạc 5 4 lần. VNA. Ok nha. Rồi. Hành lý cho người đi. Đó. iPhone Deep Map nè. Con này bán 4 triệu mấy. Deep Map này bán 4 triệu mấy đi. iPhone Deep Map đầy đủ chức năng, em bán 4 triệu mấy thôi. Này. iPhone Deep Map nha. 64 GB quốc tế mọi người. Pin nè. 94%. Pin 94%. Bị 94 nha. X Max 64 GB. Rồi con này sẽ bán cho người nè. Giảm nhẹ nhẹ xíu thôi. 4 triệu 950. Ok nha. 4950 thôi. Đầy đủ chức năng không lỗi gì hết. Màn hình zin, men zin, vỏ zin, camera bình thường, màn ám, màn không ám nha. Màn không ám, không đớm, không lưu ảnh luôn. Lưu giúp em. Không ám, không đớm, không lưu ảnh nha. Pin 94. 64 GB. Cam F1 nè, F2 nè, cam selfie nè. Đó. Face ID nè. Ôi. Xem xíu nó gớt. Đây Face ID. Đó Face ID ok nha rồi. Rồi. Tình trạng con này á là men zin, màn zin, vỏ zin, nhưng mà màn hình zin đã ép kính rồi nha mọi người. Đó, con này ép kính rồi nha. Còn lại là chức năng đều hoạt động bình thường hết. Ok, 4950. Máy tính bảng này cũng có iPad thôi, này có iPad. 11 Pro hôm nay có được vài em. Đây 11 Pro nè. 11 Pro hôm nay có được vài em. 11 Pro 64 GB. Kính gì ta? 11 Pro 64 GB. Pin 100. Pin 96. Em bán đồng giá 6 triệu 950. Máy đa số là đẹp thôi rồi. Góp đi trước cho em 200 nghìn thôi. Lấy máy về xài. 11 Pro 64 GB. Này pin nè. 100%. Nữa. 64 GB quốc tế nha. 11 Pro quốc tế nè. Ngoại hình rất là đẹp. Này. Đâu có đâu, rớt xuống cái nệm mà. Đây là cái nệm. Còn màu vàng.
còn vàng cũng là B100 luôn, 64 nghi quốc tế nha, này rất đẹp luôn, 6.950, gấp đi trước giùm em 200.000 thôi. Nói chuyện nhỏ hả? Ủa em thấy lớn lắm mà ta. Alo alo alo, lớn chưa mọi người? Cũng hay cũng lớn lắm mà ta. Nghe không, mọi người? Rồi tiếp tục nha. Em nói chuyện cũng lớn lắm mà nãy giờ la quá trời luôn. Tiếp tục là 14 Pro Max, hàng 1.8, con này pin 100 pin zin. Này, pin 100%, 14 Pro Max. Hàng 1.8. 128 đi. Máy đẹp 99% nha. 20.350.000. Đó. Hàng 1.8. Nghe nhỏ hả? Sao kỳ vậy trời? Alo. Alo 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 alo. Em thấy nghe bình thường mà ta. Mọi người nghe lớn chưa? 14 Pro Max, pin 100, 100, pin 100% là pin zin nha. 20.350. Ngoại hình là khoảng 9899 á. Con này góp đi trước cho em 1 triệu thôi. Gọi là 256 GB nè. 256 GB. Pin 91. 14 Pro Max. Đây, pin 91. 256 GB cũng là hàng 1.8 luôn. 21.200. Pin 91. Đó. Ok. iPhone 12 Pro có được 2 em thôi. 12 Pro có được 2 em. 256 GB pin 100. 256 GB pin 100. Đó, cái này góp được trước 200.000 thôi nha. 12 Pro 256 GB pin 100. Quốc tế nha mọi người. Pin 100%. Ủa sao có người nghe nhỏ, có người nghe lớn rồi ta? Em không hiểu luôn. Alo. Lớn chưa mọi người? Con này là pin 120 a 10.200, góp cho chú cho em 200.000. Góp cho chú cho em 200.000 thôi nha. Đó. S22 Ultra. Đây. 22 Ultra. RAM 12, bộ nhớ là 512 GB, 10.550.000. Đó, con này thì bán hàng một sim mà được bộ nhớ cao, giá rẻ, 10.550.000. Tiếp tục là 12 Pro Max, 256 GB quốc tế, pin là pin zin còn 85%. Em cọc trước hai máy, anh mua góp hay mua tiền mặt anh ơi? 256 GB pin 85, 13.200.000. Đó, 13.200.000. iPhone 12 Pro Max 256 GB pin zin. Nói chung là cái nào mà bên em có ghi ép kính sẽ là máy không, ấy là em cái máy nào mà em không ghi tình trạng á, như ép kính rồi hay là hai lưng rồi á, là đó máy đó máy zin hết rồi. Và bên em bảo hành zin cho người là chọn đời nha. Nên mình cứ yên tâm. Đó. Rồi, tiếp tục là 13 Pro Max. Pin 86 pin zin. 128 GB quốc tế mọi người, màu đen. 15.550.000. Góp được trước cho em 500.000 thôi. 500.000 thôi, lấy máy về xài nha. Đó. Zin hết. 12 Pro em muốn đổi lên 13 Pro Max thì bù bao nhiêu anh hả? 12 Pro thì nếu mà 128 GB 256 GB mới được chứ. iPhone 8 Plus bữa giờ mới có đường cây nè. Này pin 85, pin 95 nè. iPhone 8 Plus 64 GB. Quốc tế nha, màu vàng. Con này hai vỏ mới nha mọi người. Con này hai vỏ không sao, chủ yếu là men thôi. 3.750. 64 GB pin 95. Đó thôi. Đây là S23 Ultra. RAM 12 512 GB, 2 SIM. Đó. Giá bán là 16.650.000. Con này ngoại hình tầm khoảng 99, không được can đâu. Mọi người không? Nó bị cái bút của nó bị không biết sao mà xài cái máy thì quá đẹp luôn, nhưng mà cái bút bị chày quá trời. Đó.
Em nghĩ là tầm khoảng 99 thôi chứ không được ken. Còn mấy chỗ khác nè, 5 12 GB đó, tầm khoảng 99 thôi nha, chứ không phải hàng line new rồi. Nó 99 thôi. 16 triệu 600 5.000 S23 Ultra. Đó, cái màu này quá đẹp. Quá đẹp luôn. Nhức nách. 5 12 GB nha. Rồi, tiếp tục là S21 Ultra. Con này khoan đi mà, con này khoan nha. Con này em khoan bán rồi, ở Việt Nam không được. Ồ, con này Gino 12F nè. Gino 12F nè. Con này hôm bữa mới về được một con cái về bán liền. Hôm nay đú heo lấy thêm thêm con nữa nè. Đó. Còn A73 5G nha anh ơi. Còn mình còn nha. Gino 12F 6.950, còn có hành hãng nha. Đó. Công nghệ càng cao thì nó dễ bị sập, người ta số màn hình công á, nhồi nhét nhiều công nghệ quá. 120 Hz màn công, độ phân giải màn hình 2K cộng. Đây, Oppo Reno 12F, RAM 8 256 GB, chip 6300, máy là còn hợp, hàng kiểu line new, không khác gì mới đâu. Ốp lưng sạc còn yên nguyên hết mà. Bản Việt Nam chính hãng nha, lưu ý giúp em. Sạc 45W đó. Cái này là góp thì bên em hợp tác với bên công ty tài chính thôi, chứ em không có giải quyết được cái vụ mà lãi suất đâu, thật sự là vậy. Nhưng mà nếu mà em nói thật sự nha, chủ của em góp á, rất là dễ luôn. Tất cả cửa hàng khác lại cũng như em thôi chứ không khác gì hết, lại cũng như em cứ không khác gì hết, nhưng mà được cái là bên em á là trả trước á, rất là ít, nó là vậy, trả trước rất là ít. Còn tất cả công ty tài chính đều giống nhau hết, lãi suất đều giống nhau hết, đó là vậy nha, em nói thật sự là vậy. Chỉ khác là chỗ em nó dễ hơn là trả trước rất là ít thôi. Như cái máy này đi, cái máy S23 Ultra đi, cái này mọi người trả góp đưa trước cho em 500 ngàn thôi là cũng được. Còn mấy chỗ khác thì ít nhất người ta phải đưa là 3 triệu 4 triệu là vậy. Em thì chỉ hợp tác được như vậy thôi, còn lãi suất thì cái đó bên công ty tài chính đưa xuống chứ em không giải quyết được. S20 Ultra RAM 12 256 GB, đây 5 triệu 850, con này bản hàng 256 GB một sim thôi. A73 5G 5 triệu 2 đến 5 triệu 9 này, có con 256 GB nè. Cái đó là 128 GB, đây là 256 thì nè, 5 triệu 950 anh Đại Nguyễn ơi, 5950 A73 5G 128 GB là 5 triệu 2. Đây, RAM 8 256 là 5 triệu 9, hai sim chính hãng nha. Máy hiệu quả đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Ok chưa? Đó. 5950. Quá đã. Rồi. 12G hả? 12G 128 GB nếu máy đẹp em hô tầm khoảng 9 đồng, 8 8 đồng mấy 9 đồng á, nếu mà đẹp á nha. 13 còn mắc 15 triệu 500, trừ cái đó ra mình biết được giá mình buồn. Hôm nay thì có được một em top mùa lút, con này là bản Việt Nam 2 sim bi 4.300 nha, RAM 12 và 256 GB, 5 triệu 850, 5 triệu 850 bản Việt Nam 2 sim. 213 tầm hãng 2 triệu 4, 2 triệu 4 thôi. S20 5G đây, 2 sim. À, con này bán hàng chứ, bán hàng 1 sim, RAM 12 và 128 GB, giá bán là 3 triệu 650. Nó bị vàng phim trên này nữa không đó, nó vàng phim một xíu và ám siêu nhẹ, mình không biết thấy không? Nó ám gì nè, không thấy được mọi người, ám nhẹ quá thì không thấy được. 3 triệu 6. Samsung A34 RAM 8 256 GB. Này, pin 5000 nha, RAM 8 256 GB. Máy đẹp keng, còn siêu việt. Đó, siêu việt. 4 triệu 650. Có đó màn công. Màn công. S20 là màn công.
Tiếp tục là S20FE. Đây. RAM 8 256 GB. 4.850. Hai SIM chính hãng nha. Pin 4500. RAM 8 256 GB. Màn hình tần số quét là 120Hz. Đây. 4.850. Chip là 865 bản Việt Nam 2 SIM. Note 20 có được 2 em. 2 em bản Việt Nam luôn, 5.750. Đó, Note 20 5.750 được 2 em. RAM là 8 GB và bộ nhớ sẽ là 256 GB. Đó, RAM 8 256. Bản 2 SIM vật lý. Màu xanh min. 5.750. Mấy con này góp được trước giùm em 100 ngàn thôi là lấy máy rồi. Còn đây là đây M54 5G nha. Pin là 6.000. RAM 8 256 GB. Màn hình tần số quét 120Hz. Mấy con này thì mới ra mọi người. 120Hz hết. 5.700. Còn siêu viền luôn. Đó, còn siêu viền luôn. Cái này bản Việt Nam. Bản Việt Nam nãy quay rồi, màn hình đẹp hết. 8.2 bản Việt Nam 2 SIM. Giáo clip 5. Giáo clip 5 mọi người. 2 SIM nha. RAM là 8, bộ nhớ là 26 GB. Con này còn bảo hành đến tháng 11 luôn. Giáo clip 5 màu xanh min. Máy khá là đẹp. 10.850.000. Gấp được trước cho em 200.000 thôi. Redmi Note 13. Chip là 685, RAM 8 GB, bộ nhớ là 256 GB, 3.850. Ok, nên có gì nhắn tin giúp em nha. 3.850. Samsung Galaxy A72. Đây, pin 5000. RAM là 8 GB, bộ nhớ là 256 GB, màn hình 90Hz nha, 3.800. Cái này giờ nó hơi phẩy đây xíu. Đó. Oppo A58 nha. RAM 8 128 GB. Đây, RAM 8 128. Chip Helio G85 3.650. Đó. 3.650. Rồi, tiếp tục nè. S22 Ultra chứ. Để em chùi đó mọi người, nó bị dính keo. Dính cái keo mà dán á. Cầm con tay hơi khó. Có không Tú ơi? Có. Kệ đây nè. S22 bản Việt Nam. Khách coi dưới thứ 6 mọi người. Khách qua tiệm Square thứ 6. Ok, mày cái thứ hàng nhanh Tuấn. Đọc comment đi anh hả? Đâu có gì ta? Anh Đại hả? Anh gì có thấy nhắn gì đâu đọc. Đâu đâu. S21 cho quay gọi. Đây là S22 nè. S22 bản Việt Nam nè. RAM 8 128 GB, máy đẹp, 6.750. 6.750. Đây là iPad Gen 9, pin còn 97%. Kìa. Ủa, quay xong rồi hả? iPad Gen 9 thu của khách. Tặng gấp lưng luôn. Đó. Kìa. iPad Gen 9 nè, 64 GB. Đúng rồi, đúng một cây luôn, 12 cái mắt nó lên giá lắm, em không mua được hàng, chỉ mua được máy mới thôi. 5.850. Đó, 5.850. Bị 97. iPhone 13. Đây. iPhone 13 bản VGA nha, 128 GB quốc tế mọi người. Pin là 100%. Đó, 11.200.000. Con này là hàng chất. Pin 100, bảo hành tháng 6 2025. Đây là hàng chất mọi người. Lưu giúp em.
bản Việt Nam, máy có hộp, mua tại FPT. Đó. VSA nè, chính hãng nha. Máy là máy chất mọi người. Đó, tiền nào có đó thôi. Không, bảo hành dài đến tháng 6 luôn. Con này mới hiện tại, à, mua tại Minh Tuấn hay mới nhầm nha. Mua tại Minh Tuấn nha mọi người. Góp được trước giùm em 200 ngàn hả con đó. Redmi Note 12 Pro. RAM 8 nè, chip là Helio G7 a, à, 6 Dragon 732. Bộ nhớ là 256 GB, màn hình 120Hz, 3.990. 14 con mắt có luôn, có máy mới, máy cũ cũng có luôn nha. Máy cũ nè, 20.350. 12 Pro hàng cái gì lên còn 128. Đây là máy mới nè, 21.950, máy mới 128 GB. Màu đen. Redmi Note 11 Pro nha. Pro cộng mọi người. Đó. RAM 8 nè. Bộ nhớ 128. iPhone 11 cũ nó xuống, mua giúp em rồi, bây giờ 12 còn mắc lên giá quá. Nếu mà nó đúng là tư vấn 12 á. Bây giờ lên 12 máy à. Nhưng mà có tiền nên mua 12 còn mắc, thật sự là vậy nha. Nếu máy cũ á. Con này 3850, Pro Plus cộng 5G. Có tiền mua giùm em là 12 còn mắc. Chịu khó để dành thêm xíu nữa, thật sự là vậy. Thì cái dòng 12 mắt là cái dòng quốc dân và nó xài rất là ổn định, em nói thiệt. Bây giờ mọi người mua mấy cái dòng kia thì nếu mà có, trừ khi mọi người đã hết cái dòng khác rồi thôi, nhưng mà nếu mà tư vấn như vậy thì em sẽ tư vấn thiệt tình là vậy. Cho thêm thông tin thì này mua của Minh Tuấn thôi, mua của đại lý của quyền Minh Tuấn Việt Nam nè. Đó thì còn bảo hành đến tháng 6 2025, chính hãng, 11.2 triệu. Màu vàng chưa có mà muốn rồi mắt. Gino 5, RAM 8, 128GB, chip 732G, 3.150, màn hình 90Hz nha. Samsung A13, đây, pin 5000, RAM là 428GB, 2.3 triệu. Gì vậy? 14 rồi mắc máy mới, 21.950, có đúng 2 con, đúng 2 con rồi mọi. Cái này dòng này bán quá sướng rồi, qua khu siêu là xài thôi. Sao kỳ vậy ta, hôm nay cái nói chuyện hơi nhỏ mọi người, không biết sao bị nhỏ luôn á, không biết sao nó bị nhỏ luôn á trời, nãy giờ cũng mấy người nói nhỏ luôn á. Em thấy nó giờ bình thường mà sao nhiều người nói nhỏ quá ta. Alo, 1 2 3 4. Mọi thấy có nhỏ không vậy? Em chỉ được hỗ trợ anh đổi cái con nào mà đúng hôm bữa thôi, chứ đâu có đổi được máy mới đâu. Nghe lớn mà. Rồi đây, S22 Ultra, hàng Line New nha. 10.950.000. Đen nè, đỏ xanh nè. Đó. Có người nghe nhỏ, có người nghe lớn, có người nghe nhỏ, có người nghe lớn, em không biết sao luôn, thật sự luôn. Đó. Con này thì bán quá sướng, thật sự. RAM 8 128GB, hàng Line New. Line New đẹp như mới nha, có hộp 10.950.000. Còn nếu mà RAM 12 256GB là có luôn. 11.950.000 trên là 1 triệu. Onlus 8T 6.550. Đó, hàng chính hãng nha. Mi 1T hả, có Go thôi, 4.990. A24 nè. Này, 24 nè. 3.650. A24 là RAM 6 128, màn hình 90Hz nha. Màn hình là 90Hz. Ok. Cái gì vậy? Ai hả? Chạy nào? Tuấn máy rồi, gọi gì vậy mà dúng hoài. Không có gọi đâu nãy giờ. Mày nói gì Tú? Ủa ai gọi ta đâu? Ủa đâu có gọi đâu ta? Tao không bấm gọi luôn á. Thấy nhỏ thiệt. Thôi để mai coi lại mọi người. A35 5G nha. Đó. Đây. 6.550.000,
chắc phải để cái mỏ ngay cái mic mới được rồi. Chắc phải đổi cái mỏ ngay cái mic mới được rồi. Để vậy thì thấy nó cái mic nó nghe lớn hơn nè. Rồi đây. Samsung Galaxy Flip 6 nè. 19.660.000 à 19.690.000. Bảo hành đến tháng 7 2026, bảo hành 22 tháng. A55. Con này là 2.450.000. Realme C53 3.350.000. Cái này báo giá thôi. Xíu báo iPhone cho. Realme 11 Pro 5G 4.950.000. Này hôi là của khách. Đó. Đầy đủ sạc ốp lưng chính hãng nha, bản Việt Nam chính hãng nè. Realme em nói nhầm Samsung C55 nha, RAM 12 26GB, chip 7 game 1. 6.350.000. Đúng rồi, nghe mỏ nguyên bích này lớn phải không? Rồi. Reno 8 Pro 5G nha. 6.850.000 hàng line new full box. Đẹp chính chính. Oppo A60 4.150.000. Cái này máy cũ á. Mà có bảo hành dài lắm. Con này bảo hành dài lắm. Đây. Con này bảo hành đến gần 12 tháng chính hãng á. Nói chung là thật sự là con này là kích online thôi, chưa xài luôn. Kích online chưa xài. Bảo hành gần 12 tháng. Rồi. Honor X7B 5G 3650, Redmi 14C nè, 2.9 nè. Poco M6 Pro bảo hành tháng 2 2026 nè, 4.450.000. Rồi, còn con màu đen thôi. Oppo Find R3 24.800.000. Em bắt game 10 8.950.000. 8.2 cũng có, em bắt E 10.300.000. Em bắt Pro 12.9 thay thứ 3 10.990.000. Đó. Tab F8 Plus. Con này là 9.9 mọi người. Rồi. Báo giá tiếp nha. Em báo giá tiếp mọi người ơi. Sao mất hôm nay nó nghe nhỏ dữ vậy trời, tức dữ thử. Phải la hết hơi luôn á. La mà hết hơi luôn á. Rồi báo giá tiếp cho. Đợi em xíu mọi người ơi. Alo, nghe không mọi người? mười hai hường con này pin 100, con này chắc giảm quá, con này pin 100 máy đẹp chính chính, này giảm nhẹ xíu nha. 12 hường con này thì pin 100 đẹp 99 nè, con này hôm qua like rồi mà hôm nay thôi giảm đi. Đó. Đẹp chính chính nè, em bán 6.000.000, là 6.800.000 không? 6.350.000 đi. Đó. 6.350.000. 12 hường đẹp 99%, pin 100%. 6.250.000. Sao nghe hơi nhỏ nữa hả trời? Chán như vậy. Kênh này kênh lâu rồi. Này. Đẹp 99, pin 100. Đó, 64GB. Tình trạng con này là màn hình zin, men zin, vỏ hai mới, pin hai mới, còn lại đầy đủ chức năng, bảo hành 3 tháng 1 đổi 1 nha. 3 tháng 1 đổi 1 mọi người. A14 con mắt con này màu vàng nè, còn con nè. 14 con mắt 19.850.000, con này pin 91 nè. Con này ngoại hình 9798 thôi. Còn con này máy zin nè. Đó, máy zin nè. Đây máy zin nè. Pin 100 7.4. Men zin, màn zin, vỏ zin. Ok chưa? Con nào zin sao nó zin.
con nào 2 sẽ nói 2, 7.4 14 Pro Max pin 100 sạc 8 lần 20.200. Đó. Còn pin thường thì đây. Pin thường 19850. Đó, pin thường. Tiếp tục. Để em xíu nha, để em lấy cái máy qua cái. Giáp phone 4 không có, giáp phone 5 thôi. Giờ chỉ có giáp phone 5 thôi mọi người. Đây. Đây là con Oppo Reno 8T 5G. 4.050.000. RAM 8, bộ nhớ là 128 đi. Màn hình cong. Chip 6.5. À 6.5. 4.050.000. Con này giảm mọi người ơi, con này em giảm tiếp nè. Cho mọi người mai mọi người vô. Ngày mai đi giảm. Ngày mai em giảm nha. Con này để qua đây đi, ngày mai em giảm giá. Mà giảm cái đầu la cho nó nhanh. Oppo Reno 11S nha. 5.850. Con này báo giá không con này. Xò xíu xuống dưới báo iPhone. Oppo A58 nè, RAM 6.128GB, 3.250. Oppo A18, màn hình 11, 2.450. Realme Neo 3, RAM 12/26 nha, 4.450. Samsung A34 5G, 4.350. Để xíu báo hết này là sẽ lên iPhone đó, để xíu nha. A34 luôn. Oppo A54 1.650, con này lưng nó hơi nhâm xíu. Reno 11 5G 6.400. Samsung M15 5G 4.250. Con này màn hình 90Hz nha, pin 6000, 4.250. Chưa test nữa. Oppo A18 nè, RAM 4.128, 2.650. M53 5G. Đây, RAM 8.128GB. 3.650. Mi 13 Lite 4.8 rồi. Mi 13 Lite là 4.8 nha. Chip 7M1 phải. Đây. A73 5G nè, 5.250 nè. Đó, 5.250. Reno 12F 2.400. Oppo Face 5 Pro, con này xuống giá. Con này để mai xuống giá. A73 5G 5.250 luôn. S21FE 4.950. Samsung Galaxy S21FE, con này RAM 8, con kia RAM 4, RAM 6, con này 5.2. S21 Ultra 4.750, con này áp siêu nhẹ nha. Cái này chắc mọi người không thấy đâu. 4.750, giảm xịu máy đó. Này con này là máy bình thường nè. Máy bình thường là 6.650, đúng không? S23 Lute bản Việt Nam 12.550.000. Con này là bản thấy 12 nha. Nhớ clip 5 11.250, 512GB. Bản thấy 11 luôn. A24 3.650, con này RAM 8.128GB. A33, con này đẹp chính chính đẹp keng nha, 3.400. Là Samsung A35 RAM 8 256 màn hình 3, con này còn dán keo lưng 6.550. Nó thêm một Ultra, con này ám nhẹ. Ám viền nhẹ. 6.8, con này là bản Việt Nam nha mọi người. RAM 12GB. Đây hai SIM nè. RAM 12, bộ nhớ 256 chính hãng. 6.8, con này 5G.
có bản Việt Nam, có bản Mỹ hai sim và bản Hàn một sim luôn. Realme C67 3.450.000. Samsung A04 1.9 nha. Snapdragon 3 chip 865 3.750.000, màn hình 90Hz, màn AMOLED rất là đẹp. Con này có quạt bên trong luôn. Có quạt bên trong luôn. Đó, 3.750.000. K40 Pro RAM 8 26GB 3.950.000. Màu đen không à? Mi 11T Pro 4.850.000. Nó mới mới nha. M51 2.650.000, con này pin 7.000, con này hàng giọng mới nha người. Đó, con này hàng giọng mới nha. Màn con zin là đến 3.900.000 rồi. Realme 9i 2.3, con này RAM 464 nha. Chip 680, màn hình 90Hz. Nói vừa quay con gì? Con này để xuống giá nha. Đây là Mi 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 3.550.000. Các đang xem một bộ con mắt máy mới, đúng hai con thì còn con. Oppo Face 5 Pro nha, 8.850.000. À con này xuống giá, quên. Xuống giá. OnePlus 8 3.990.000. Reno 5 3.1. A35 A535G 3.550.000. Kích hoạt bảo hành đủ 12 tháng á. Cái đó em chưa test, để mai em test đi rồi em nhắn lại cho. Tại vì đang live không có test được á. Ngày nào hôm nay thầy có khách qua xem con ngủ của mắt á, mà giờ bán ngới quá cũng phải tiếp mọi người. Thường thường là 8 giờ nhân viên về hết rồi. Hôm nay bị khóa cái kênh đó. Đó, nên nhân viên ở lại, có khách thì dẫn vô bán. Ở thường đúng giờ về hết mất tiêu rồi, đóng còn ai á. A535G 3850, con này gió hơi phẩy. A335G con này bán hàng nha, 3.2. A54 4.990.000. Rồi A32 nè, 2.950.000. Redmi Note 13 3.850.000. Rồi anh chị em tìm iPhone đúng không? Xuống quay iPhone cho mình xem. Hả? Đẹp xíu. Không biết sao cái mic hôm nay nó nghe nhỏ quá, giờ nói chuyện khàn cái họng. Cổ họng luôn. Cây với trời. Còn chứ sao? Liên tục tiếp bạn 14 của mắt cũng còn máy mới còn chứ. Bảo hành đủ 12 tháng chính hãng luôn. Hôm nay đây là báo mấy dòng máy này. Note 20 4.3. S22 con này nó sọc màn. Đó. Con này bán bao tắc 7 ngày nha. Mà sọc nhỏ. Nó sọc như nè. Sọc nhỏ. Con này 3.8. Bản Mỹ 2 sim. Bao tắc 7 ngày. S21 máy đẹp. 5.350.000. Line new còn nha anh ơi. S2 Ultra line new còn nha. Đây. Màu xanh. 10.950.000. Góp được trước 200.000 thôi. 200.000 giùm em. Có màu trắng màu đen đó nha mọi người ơi. Trắng đen đỏ luôn. Đó. S23 Ultra RAM 12 512GB 15.850.000. Đây là 23 Ultra nha. Hai sim á. RAM 12 512GB, con này bản hàng hai sim. 5850. Còn này bản Việt Nam nè, 2 sim là 17.750.000, bản Việt Nam 2 sim. Bản Việt Nam nó cao lắm mọi người. Đúng không? Đó.
12 năm 12 bản Việt Nam 2 SIM. 17 triệu 750 nghìn. S24 Ultra bảo hành tháng 6, nó nhầm. Bảo hành tháng 2 2026 21 triệu 500. Sao không biết nó nghe nhỏ dữ vậy ta? 21 triệu 500 mọi người. Đó. Em thấy cái nó bị gì vậy trời. Rồi, còn gì đâu không? Cũng là giấy clip 5 nè, 11 triệu 500, 50 nghìn, bền thấy 11 luôn. Nóp Bluetooth bản hàng, 5 triệu 50. S21 FE, con này găm 8, 256 ghi, 5 triệu 50. S21 Bluetooth bản hàng là 5 triệu 6. Đây là S21 Bluetooth bản Việt Nam, 6 triệu 2. S22 Lut bản Mỹ 2 SIM 7.850. Dép phone 5 512GB 19.350. Con này 512GB 2 SIM nha. Con này bản Việt Nam là 21.550. iPhone SE là 3.250. Con này pin 100 xong 4GB. iPhone 15 máy mới 16.750. Mười bốn Pro 256GB 8.9 18.550. 12 Pro 128GB pin 97 9.2. Anh đó mua á, anh đó đang quay phim rồi, để xíu ra quay cho người xem. Cái này 12 11 Pro 64GB 6.950. Đây 11 Pro mắc hàng đẹp keng, sạc đúng 15 lần nha. Đó đẹp chính chính đẹp keng 9.250. 11 Pro Max hàng chất. UE thấp luôn. Không. UE thấp luôn. 9.250, con này sạc pin zin 100% sạc 15 lần nha. Còn pin 2 rồi sẽ nói. 12 Pro Max 26GB 11.200, con này là ép kính 256GB. iPhone Nip Max 3.6, con này là không phay màn linh kiện. 13 Pro Max 15.500. Pin 85. 15 Pro Max 512GB sạc 7 lần. Có khai SIM 278. 14 Pro Max 21.350, con này pin 100 sạc 20 lần. 14 Lut 13.6. 6 cái này vậy. Đây, anh khui họp không anh ạ? Có siêu luôn hả? Đang lại cái nói về khô siêu đó, một bụng mắt em ơi. Này, 14 con mắt máy mới. Máy được một con này. Vừa máy khui. Ngày mai nhắn tin nhanh Quốc Phan ơi. 12 rồi 9 triệu 2. Điều 100. Có con nào nó bị cái phút đó bị nó hủ gì bọt hay gì đó rồi. Kêu là giả mạo mà em like có cái phút đó chắc ở 6 năm mà 4 năm hay là 4 hay là mấy ta. 4 5 6 năm rồi. Đó. Mà nó kêu là em giả mạo. Bình thường mình chỉ đăng ký là để mai mốt có ví dụ mình có mất thì nó gửi
OTP, tại vì sim không dính chủ Vbox mất á, là Vbox nhà mạng nó khóa luôn là nó rắc rối á. Em mua nhà hả? Con đó nhắn tin giùm em, con đó bán trực tiếp cửa hàng. Còn để em lên đăng làm mà. Đăng gạo hay là khách, khách giờ mua một bún mà bắt hai món. Này màu đen nha, em còn một con. 19 triệu. 19 triệu, à, 21 triệu 950 phải mới 100%. Bảo hành đủ 24 tháng. Đúng rồi, đúng rồi, đăng ký để đi ai lao rồi, ai lao cũng quan trọng của máy á chị nên gọi tim chứ. Mới 100% nha. Bảo hành đủ, bảo hành 12 tháng. Ok đó. Khách từ khu siêu. 11 gồ 6950 bị 100. Thôi. Bye bye mọi người nha. Bên em bán thì bảo hành cho người là 3 tháng một đồng một. Không bảo hành cái nước cứng đỡ màn hình và có hộ chạy góp không cần chạy trước. Góp thì phải trực tiếp cửa hàng nha. Không làm hồ sơ chạy góp online được. Ship có thừa cọc. Máy trên 5 triệu cọc 300, máy trên 5 triệu cọc 500, máy trên 10 triệu cọc 1 triệu nha. Bên em có hưu cũ đời mới, tất cả các dòng máy Oppo, Realme, Samsung, Sony, LG, đỡ mà sọc cũng hưu nha. Cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream của em. Chúc mọi người buổi tối dễ nha. Bye bye.